An Thế Cương Trực Bất Khuất được cải biên dựa trên câu chuyện Đức Dục Khóa Bổn. Nè nè, mới xem đi, tới xem đi, mới ra lò đây, tới xem đi. Lưu đại nhân, chúng ta lại có một huyện thành nữa rồi. Mọi người vất vả rồi, chú ý tránh người đi đường, đừng cản trở dân chúng. Trong tiểu là người nào? Trong tiểu là Lưu An Thế, Lưu đại nhân muốn qua thành này. Ngươi nói là Lưu An Thế sao? Đúng vậy, vị huynh đài này sao lại hỏi vậy? Lưu đại nhân e rằng sống không được bao lâu nữa. Ngài chính là Lưu An Thế. Chính là tại hạ. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Từ giờ ta là người hộ tống mới của ngài. Đây là thư lệnh của ta, hãy xem đi. Chuyện này, Lý huynh đệ, mấy ngày nay cực khổ cho đệ rồi, nhưng mà thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn. Đi nào, hôm nay Lưu An Thế ta sẽ mời Lý huynh đệ và mọi người một bữa cơm thật thịnh soạn để cáo biệt Lý huynh đệ. Lý đại nhân, cấp trên việc lo các ngươi kéo dài thời gian nên phái ta tới đây, thứ lễ cho ta, mọi người phải lập tức lên đường. Nói sao thì nói, Lưu đại nhân cũng là mệnh quan của triều đình, không lẽ ngay cả việc từ giả cũng không thể làm? Lý Kháng Hộ lại cùng chúng ta hoạn nạn có nhau, không lẽ không thể cùng ăn bữa cơm cuối cùng được hay sao chứ? Đúng là có ý làm khó Lưu đại nhân. Bất luận Lưu đại nhân muốn nghĩ thế nào thì ta cũng phải làm theo ý chỉ của cấp trên. Chức quan của ta lớn hơn ngươi, không lẽ cùng huynh đệ sát cánh đã lâu ăn một bữa cơm cũng cần ngươi cho phép hay sao? Vậy đại nhân vẫn nên xem kỹ lá thư đó viết cái gì. Thư này là đích thân hoàng thượng hạ bút. Nếu Kháng Hộ tiền nhiệm chểnh mạng trách nhiệm, chậm trễ lộ trình, đặc phái Tưởng Thần làm Kháng Hộ mới, trên đường mọi sự đều do Tưởng Thần an bài, không được chậm trễ đến Mai Châu, không được trái lệnh, nếu như không tuân lệnh, xử tại chỗ, khâm thử. Lưu đại nhân, xin hãy cẩn trọng, khi nào đến được Mai Châu, hãy cho người báo tin cho tiểu đệ. Lý huynh xin an tâm, Lưu mỗ đã từng nói làm người phải thành thật và uy tín, ngàn vạn lần sẽ không thất hứa. Lưu đại nhân, mau lên kiệu. Mau lên, đừng có như rùa bò vậy. Nhưng con đường này rất gồ ghề khó đi. Nếu đi nhanh, người trong kiệu sẽ không dễ chịu được đâu. Ta bảo người đi nhanh thì người cứ đi nhanh cho ta. Sao lại có kẻ không biết lý lẽ vậy chứ? Đợi đã. Ta thấy là người muốn kháng chỉ. Tưởng Kháng Hộ, cần gì phải làm lớn chuyện. Ở đây không ai muốn kháng chỉ cả. Hôm nay nể mặt Lưu đại nhân ta tha cho ngươi. Nếu sau này còn nhiễu sự nữa thì đừng trách lưỡi đao của ta vô tình. Lưu đại nhân, ta nghĩ phải gấp hơn mới được. Hiện tại chúng ta đã đi quá chậm rồi. Mỗi ngày tiểu phu đều phải đi một quãng đường rất xa. Bây giờ mà phải đi nhanh nhất định sẽ rất mệt. Tưởng Kháng Hộ liệu có thể xem xét để họ nghỉ ngơi nhiều hơn được không? Đúng thế, ngày nào cũng vất vả như vậy. Tôi không muốn làm nữa. Đúng đúng, cứ làm kiểu này ngay cả mạng cũng không còn. Từ lâu đã nghe danh Lưu đại nhân đối với mọi người chí thành chí tín, quả thật không sai. Tưởng Kháng Hộ nói vậy là ý gì? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Vậy được, ta và ngài đều là người thẳng thắn. Lưu đại nhân mở miệng đều là xót xa cho đám kiều phu này, sao bản thân ngài không đưa ra chủ ý đi?
Tướng Thán Hộ nói là đưa ra chủ ý gì? Ta có ý này để cả đôi đường. Vì để đi nhanh, về sau nhất định mỗi ngày đều phải rút ngắn thời gian dừng nghỉ giữa chặng. Chính là vì sợ tiểu phu mà chết khổ chết, nhưng lại cũng không thể kéo dài được hành trình. Mà ta thấy ngày sau đỡ để bọn họ mệt nhọc, chỉ bằng ngày một ngày ngồi kiệu, một ngày đi bộ. Như vậy thì bọn tiểu phu cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Cái Lưu đại nhân, được thôi, tốt. Mẹ ngài cũng phải ngồi kiệu một ngày, đi bộ một ngày. Sao chứ? Lưu đại nhân đã là người tốt thì làm cho trót. Kiểu phu của ngài được nghỉ ngơi thì kiểu phu của kiểu khác cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Ngươi, tướng thần, ngươi đừng khinh người thái quá. Việc này nhất định phải làm như vậy rồi. Sao hả? Lưu đại nhân cố ý trì hoãn thời gian. Thế nhi, ngày nào mẹ ngồi kiệu cũng rất mệt, kiểu phu nhất định càng mệt hơn. Đi bộ thì đi bộ, không sao. Thưa mẹ, nhưng mà anh thế không nghe lời mẹ hả? Được rồi, mau vào kiệu đi. Mẹ, con thật bất hiếu, để con dìu mẹ vào kiệu. Mau lên. Chẳng được bao lâu, tưởng thần vì lý do sợ trong thức ăn có độc nên phải đợi mọi người ăn xong thì mẹ con An Thế mới được ăn. Khách quan, thức ăn của ngài đã chuẩn bị xong. Lưu đại nhân, cứ theo quy tắc cũ, những kẻ hèn mọn như chúng tôi sẽ ăn trước để thử độc. Nếu ngài và lão phu nhân mà trúng độc thì chúng tôi không gánh nổi tội đâu. Tiểu Nhị, khách quan cần gì ạ? Gần đây có nhà trọ nào không? Gần đây hình như là không có. Vậy nghỉ tại nhà của các ngươi đi. Ngài nói đùa với tiểu nhân sao? Tiểu nhân chỉ buôn bán quán nước, không mở nhà trọ. Ai giỡn với ngươi chứ? Quan gia đây muốn dùng nhà của ngươi, đừng lắm lời. Túi tiền của ta đâu? Nhất định là bọn kiệu phu các người đã lấy trộm tiền của ta. Mau giao ra đây, ta sẽ thà chết cho các người. Không có, chúng tôi không có lấy. Tướng Thán Hộ, khi hôm qua ngài làm ồn ta không thể ngủ được. Ta thấy ngài lẩm bẩm nói muốn đi ra ngoài mua rượu. Hay ngài thử tìm một vòng xem sao. Lưu đại nhân, ngài đang nói giỡn hay là nói thiệt vậy? Lưu đại nhân đừng bỡn cợt ta. Ngài cứ yên tâm, lời ta nói câu nào cũng là thật. Trước đây tôi có nghe Lan Trung nói có một số người ban đêm lại hoạt động đi khắp nơi, đến ngày hôm sau lại không còn nhớ gì nữa, gọi là bệnh mộng du. Mộng du cái gì? Đừng hòng gạt ta. Tiền của ta đây rồi. Kẻ nào dám lấy tiền của ta? Sao ta có thể giấu tiền ở chỗ này được chứ? Thôi chết. Mua rượu thì ra là mua được nước tiểu lừa.
Cười cái gì hả? Mau lên đường thôi. Khi đó Tống Triều biết chức Lưu An Thế và đầy ra biên giới. Vậy nhưng trong vòng 7 năm, Lưu An Thế và mẹ chưa từng bị bệnh lần nào. Người ta hay nói ngày xuân đăng đẳng đến mai cũng muốn ngoắc ngoải. Những kẻ suốt ngày nêu cao liêm khiết thật đáng sợ. Tám châu huyện Lưu An Thế đi hết 7 châu. Thời tiết khắc nghiệt như thiêu như đốt, nguy hiểm chập trùng. Tưởng thần do ta phái đi một khắc cũng không lơi lỏng mà vẫn sống tốt như vậy. Quả nhiên lần này phải muốn sát thủ lợi hại đi kết liễu hắn ta mới được. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Mẹ, để con đi xem người đó có cần giúp đỡ gì không. Đợi một chút, Lưu đại nhân nhanh chân lên. Không ngờ ngài còn phiền phức hơn cả lão nhân gia nữa. Thẩm Luân, An Thế, lần này tiêu rồi, sao cậu lại ở đây? Trưởng khán hộ, người đó là bạn cậu nhỏ của ta. Ta biết bánh của ngài là để dành phòng khi cần thiết. Ngài chỉ cần cho ta một miếng là được. Lưu đại nhân vì muốn miếng bánh này mà hao hơi nhiều lời như vậy, ta làm sao không cho được. Nè, Thẩm Luân, ăn bánh đi. Uống nước nè, cứ tự nhiên mà ăn. Thẩm Luân, cậu muốn hỏi tôi vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này đúng không? Mẹ đi nói chuyện với các kiểu phu, hai con nhiều năm không gặp rồi, cứ từ từ mà hàn huyên tâm sự. Cậu lần này là đi đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Là sao? 7 năm trước vì tôi thẳng tầng can gián nên đắc tội với kẻ quyền quý rồi bị biếm chức. Mấy năm nay tôi đi đến một nơi mới đều bị biếm chức nơi đó. Những năm qua một lần được dừng chân nghỉ ngơi thật sự là không có, đều là trên đường đi cả. Đúng rồi, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Khi ấy tôi nương tựa vào Dinh Đại Nhân, chẳng ngờ không bao lâu ông ấy đắc tội với lại Thái Đại Nhân và bị lật đổ. Tôi cũng bị liên lụy theo, bị biếm chức, đày tới Quảng Châu. Mấy năm trước còn bị đày làm thứ dân. Tôi chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt. Thẩm Luân, đừng buồn nữa. Tôi vẫn như trước chống lại thế lực ác bá, tin rằng sẽ có một ngày chống lại. Thẩm Quân, không sao vậy? Một mình cậu có thể thay đổi được gì chứ? Lại đừng nói tới chuyện chống lại. Ngay cả bản thân cậu không phải cũng đang điêu đứng đó sao? Thẩm Quân nói vậy là sai rồi. Lưu Quân, ta có chuyện muốn nhờ. Thẩm Quân xin cứ nói. Lưu Quân thật sự muốn chống đối, ta cũng không tiện can thiệp. Chỉ xin Lưu Quân từ nay hãy quên người bằng hữu này đi. Mong Quân lượng thứ đừng bận tâm đến tôi nữa. Nếu để người khác nhìn thấy tôi và Lưu An Thế Quân cùng một chỗ, chút lấy rắc rối thì làm sao đây? Hiện giờ tôi chỉ là dân thường, trong nhà còn có mẹ già con nhỏ, không thể rước họa vào thân được. Thẩm Quân, Lưu đại nhân, Thẩm Quân của ngài đi rồi, chúng ta cũng nên lên đường đi chứ. Lưu đại nhân, nhanh chân lên đi, ngài thấy đó, Thẩm Quân của ngài vừa nghe nói ngài bị biếm chức, liền nhanh chân bỏ chạy. Mẹ, đường đi gồ ghề, mẹ còn dắt té, cũng tại thế nghi, hay là con cõng mẹ nha? Không cần đâu thế nghi, mẹ không sao. Mẹ, cứ để con cõng mẹ.
Mau lên đi. Trời sắp tối rồi, phải nhanh tìm chỗ nghỉ ngơi nữa. Đạp trúng gai nhọn rồi, đau quá. Không được để cho mẹ biết. Thật là kiên can. Xem mẹ có thể cứng cỏi được tới đâu. Xin Lưu Quỳnh từ nay hãy quên đi người bạn này. Lưu đại nhân, cứ yên tâm nha, không có độc. Mẹ, hôm nay trời nóng quá, con còn muốn ăn rau. Mẹ ăn đi. Sao thế Tế Nhi, sao lại không ăn rau chứ? Thưa mẹ, trời hôm nay nóng bức, con ăn không vô. Thưa mẹ, con sợ hôm qua con ăn nhiều quá. Con đi dạo đây đó một chút, con sẽ quay về. Được rồi, đừng đi xa quá. Nhớ quay về sớm. Chỉ dựa vào một mình Quynh thì có thể thay đổi được gì? Đừng nói tới chống lại. Ngay cả bản thân Quynh cũng đang điêu đứng đó. Nếu đi qua Nam Kinh mà không gặp được Lưu An Thế, Lưu Đại Nhân, chẳng khác nào đi đến Sơn Đông mà không gặp được Đại Thánh Khổng Tử. Nói hay lắm. Vậy ông nhìn thấy gì rồi? Vừa rồi giảng bối nghe hai vị lão nhân gia so sánh Lưu An Thế và Khổng Thánh Nhân là sao vậy? Lưu đại nhân là một vị quan tốt, ngài đối với mọi người đều rất chân thành, việc gì cũng lấy mình làm gương, người nào biết ngài ấy cũng hết sức kính trọng. Ông ơi, tiểu thạch đầu cũng biết đến Lưu đại nhân, hơn nữa khi tiểu thạch đầu lớn lên nhất định sẽ là một quân tử thành thật thủ tính, chẳng biết Lưu đại nhân mà biết có vui mừng không nữa. Vậy tiểu thạch đầu đi chơi nha, để ông nói vài câu với khách nhân này. Dạ vâng ông ơi. Nhưng tại hạ nghe nói Lưu đại nhân đã bị cách chức, bây giờ không quyền không thế cũng chẳng làm gì lợi ích cho bá tánh, thì chân thành còn có ý nghĩa được gì chứ? Cậu hãy xem Khổng Thánh Nhân cả đời không làm quan, nhưng trọn đời làm thầy của mọi người, dạy chúng ta đạo lý làm người. Kết quả thì thế nào? Con cháu của Diêm Hoàng đều được thừa hưởng ân trạch của tổ tiên. Cậu xem, đây không phải so với làm quan còn ý nghĩa hơn hả? Lưu đại nhân tuy không làm quan nữa, nhưng đức độ chí khí của ngài dĩ nhiên sẽ để lại cho con cháu ngàn đời. Nếu như trong triều không có bậc chính nhân quân tử như Lưu đại nhân, thì kẻ xấu sẽ hoành hành ngang ngược, bá tánh sao có thể được ngày yên ổn? Thế nên chúng ta rất cảm kích Lưu đại nhân. Đúng đó. Ta đã đọc rất nhiều sách mà lại không thông hiểu được đạo lý này. Thật là hồ đồ mà.